Netizen đào lại status của Sơn Tùng 7 năm trước, nghi ngờ từng chia tay Thiệu Bảo Trâm. Mới đây, netizen bất ngờ khui lại bức tâm thư 7 năm trước Sơn Tùng từng viết gửi người yêu cũ. Đáng chú ý, ở thời điểm này, Sơn Tùng và Thiệu Bảo Trâm đã bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò. Điều này khiến nhiều người cho rằng Sơn Tùng từng chia tay Thiệu Bảo Trâm và lý do đã được anh hé lộ luôn trong tâm thư dài. Sau đó, cả hai đã quyết định quay lại. Khi tôi yêu em, tôi muốn làm tất cả mọi thứ cho em. Tôi muốn là người làm em hạnh phúc nhất. Tôi muốn là người làm em cười tươi nhất. Tôi muốn là người ở bên em để em dựa vào khi em buồn. Tôi muốn là người bảo vệ che chở cho em. Tôi muốn là người cuối cùng cầm tay em, trao cho em chiếc nhẫn đính hôn khi ta 28 tuổi. Tôi muốn nhiều lắm. Nhưng có lẽ, tôi nên cất điều đó đi để em có một tương lai tốt hơn. Quyết định xa em là điều độc ác, tàn nhẫn nhất mà tôi dành cho bản thân mình. Nhưng em yên tâm. Ngày 14 kỷ niệm chúng ta hàng tháng, tôi sẽ tự mình làm một điều gì đó để nhớ đến em. Có thể đi ăn thịt bò, bánh canh, đồ ăn Thái hay Nhật, chỉ cần những thứ đó là thứ em thích. Như vậy có lẽ là quá đủ. Xa em nhưng tôi vẫn luôn theo dõi em, chỉ là không phải ở một khoảng cách gần như xưa. Xa hơn một chút xíu thôi mà, mét thầm bên em, Sơn Tùng viết. Những lời mùi mẫn, ngọt ngào của một chàng trai đang đau khổ khi chia tay người yêu nhưng cũng rất hạnh phúc khi nhắc về người yêu. Sơn Tùng đã từng muốn sẽ trao cho bạn gái chiếc nhẫn vào năm 28 tuổi. Thế nhưng hiện tại Sơn Tùng đã 27 tuổi và ước nguyện năm 28 tuổi đã không trở thành hiện thực khi anh và Thiệu Bảo Trâm đã đường ai nấy đi. Người hâm mộ phát hiện Sơn Tùng unfollow, bỏ theo dõi Thiệu Bảo Trâm trên Instagram. Tối ngày 23 tháng 1, khi tham gia một sự kiện, Sơn Tùng có lời chia sẻ được cho là gửi tới Thiệu Bảo Trâm khiến người hâm mộ cảm thấy không hài lắm. Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho anh. Anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này. Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau cũng đừng quên rằng chúng ta đã dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em. Trong nhiều năm qua, Thiệu Bảo Trâm là nghệ sĩ nữ duy nhất ở Việt Nam Sơn Tùng theo dõi. Đến 2020, Hải Tú trở thành người thứ hai sau khi cô nàng gia nhập công ty quản lý của Sơn Tùng. Không xác nhận nhưng Thiệu Bảo Trâm và Sơn Tùng được cho là hẹn hò suốt 8 năm qua, dù chưa từng nhắc đến tên nhau trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Họ thường xuyên tương tác trên mạng xã hội hoặc mặc đồ giống nhau, chụp hình trong cùng bối cảnh. Ngày 21 tháng 1, mạng xã hội xôn xao khi Thiệu Bảo Trâm bỏ theo dõi Sơn Tùng. Giữa lúc người hâm mộ bàn tán tin đồn hai nghệ sĩ chia tay, nhiều người thân cận với Thiệu Bảo Trâm lên tiếng động viên cô, thậm chí ám chỉ Sơn Tùng có người mới. Ngay lập tức, khán giả liên tục truy tìm danh tính người được cho là trà xanh trong cuộc tình Thiệu Bảo Trâm và Sơn Tùng. Và cái tên liên tục bị réo đó là Hải Tú, người được biết đến là nàng thơ trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng MTP. Hải Tú bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích. Chưa rõ thực hư câu chuyện, nhiều người đã bắt đầu công kích Hải Tú. Trang cá nhân của nữ diễn viên tràn ngập lời chỉ trích. Người hâm mộ cặp đôi Sơn Tùng Thiệu Trâm yêu cầu nữ chính MV Chúng Ta Của Hiện Tại không xen vào mối tình này. Hải Tú liên tục bị đả kích khắp các trang mạng xã hội, thậm chí người thân hay bạn bè của cô nàng cũng bị vạ lây. Hải Tú, sinh năm 1997, tên đầy đủ là Lê Quang Hải Tú. Cô được biết đến là một trong những người mẫu có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt sau khi trở thành gà cưng của công ty giải trí mà Sơn Tùng làm chủ tịch. Cô sở hữu nét đẹp mong manh, pha chút lạnh lùng cùng thần thái đỉnh. Hiện tại, cả Sơn Tùng, Thiệu Bảo Trâm và Hải Tú chưa có bất cứ phản hồi chính thức nào xoay quanh những ồn ào trên.